Trong hơn 10 năm qua, Ngọc Hồ S365 USA luôn hết lòng tìm hiểu và cải thiện sức khỏe của mọi người. S365 USA với sứ mệnh là luôn tìm kiếm các loại dược thảo có chất lượng cao để con người có thể sống lâu hơn và tận hưởng những niềm hạnh phúc. S365 USA đã và thành công dòng nhân sâm quan giả từ Đại Hàn với các nhà sản xuất hàng đầu với trang thiết bị công nghệ mới dành cho ngành nhân sâm để cho ra đời nhiều sản phẩm cao. Cốt sâm quan giả, tiên đan sâm quan giả, công ty S365 USA là nơi tìm ra các loại nhân sâm hồng, hắc, bạch với giá trị cao nhất và luôn được khách hàng yêu mến tin dùng. Nhân sâm quan giả đã đem lại hiệu quả nhất với tâm huyết là biến giấc mơ của con người thành hiện thực, vì nhân sâm hội đủ tứ trụ của cuộc sống, đó là thọ, tài, sắc và lực.